ngày 9 tháng 6, Công an huyện Văn Lâm đã phát hiện bắt quả tang Nông Văn Đức, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại thôn Tuấn Dị, xã Trừng Chắc, huyện Văn Lâm. Có nghiện không? Dạ không ạ. Thì không nghiện sao đi mua ma túy? Thì đi làm đêm mệt quá chú ạ. Mệt, mua ma túy về sử dụng? Một tí thôi ạ. Một tí? Đỡ mỏi lưng ạ. Còn đây là hình ảnh công an xã Tân Dân, huyện Khói Châu nhắc nhở các đối tượng lạ mặt khi đi tuần tra tại khu vực Nghĩa Trang Nhân Dân xã. Nhóm thanh niên này có độ tuổi từ 31 đến 35, không phải người dân địa phương. Quá trình khai thác, các đối tượng đều khai là con nghiện. Một đối tượng đã từng có 2 tiền án tiền sự. Em chơi 3 hôm, hút đấy chứ. Em chơi biết lâu rồi, em nghiện từ 2015 ạ. Em mới chạy về chưa làm gì. Mới đi chạy à? Vâng. Ngày xưa bị tội gì? Tàng trữ ma túy. Đây là tụ điểm tập trung thường xuyên của các đối tượng nghiện để tiêm trích ma túy, gây hoang mang cho người dân quanh khu vực. Từ sáng đến tối, lúc nào nó mua nó có tiền thì nó vào đấy nó trích thôi. Thế chị có đã lần nào nhìn thấy chưa? Đây, nó trích ngay cho cái quán, cái vườn bên bưởi này của nhà em dài chứ. Thế là của bà con làm đồng đây nó lấy mất thì tụi mình đi ra đổ rác gặp nó vứt lung tung ở các góc, thậm chí là ở rìa đường nó tạt vào tiêm trích. Xong rồi là vứt ra đấy. Bọn anh đi làm đồng cũng ghê chất. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá 224 vụ, khởi tố 241 bị can, thu giữ trên 320 gram heroin, hơn 3.100 gram ma túy tổng hợp. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 82 vụ, 64 đối tượng. Cũng theo các cán bộ điều tra, tội phạm ma túy có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Do một bộ phận thanh thiếu niên thiếu hiểu biết về ma túy, cộng với cái tính hiếu kỳ, tò mò, thích chơi trộn, thích thể hiện mình, dẫn đến tự nguyện sử dụng ma túy. Ngoài ra thì có mâu thuẫn của gia đình làm cho con cái có tâm lý là buồn chán, dẫn đến bị kẻ xấu lôi kéo vào trích hút ma túy và lợi dụng vào con đường vận chuyển trái phép chất ma túy. Nhập là tôi muốn ổn định là... Người phụ nữ 45 tuổi này 20 năm trước đã chấp nhận xa bố mẹ, xa quê hương để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Đó cũng là lúc bắt đầu cho những tháng ngày đen tối của chị khi chồng chìm đắm trong cái chết trắng. Cai nghiện rồi tái nghiện, hy vọng rồi lại thất vọng. Đã có lúc chị cảm thấy cuộc sống thực sự bế tắc. Có những lúc tôi cảm thấy là tuyệt vọng. Tìm cái gì mà có thể giải thoát cho mình nhanh nhất và sớm nhất. Tâm lý của các cháu thật ra là cũng không ổn. Tôi phải cố gắng mạnh mẽ để làm sao con tôi có thực sự. Còn đây là ba đối tượng mới bị Công an huyện Văn Lâm bắt giữ vì hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Điều đáng nói, các đối tượng này đều còn rất trẻ, có đối tượng chỉ mới 17 tuổi. Lúc đầu có quen ông anh cùng quê, xong ông anh rủ chơi cho vui. Sau một vài lần thử thì bị lề thuộc, không rút ra được. Đi làm tiền về chỉ để mua ma túy. Thử được 2-3 lần thì bắt đầu nó không bỏ được, thì lúc đấy kiếm tiền cũng không kiếm được vì việc chưa làm ấy. Sau em rủ dê với bạn thì nghiện chung. Cũng theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy, Công an tỉnh, tính đến tháng 6 năm 2022, toàn tỉnh có 1.178 người nghiện ma túy, tập trung ở 147 trên 161 xã, phường, thị trấn. Trong đó có gần 800 người nghiện ngoài xã hội. Thời gian vừa qua thì địa bàn Văn Lâm là nổi lên cái tội phạm ma túy liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các nhà nghỉ, quán karaoke, khách sạn, đặc biệt là nhóm đối tượng thanh thiếu niên. Từ tội phạm ma túy dẫn đến nhiều tội phạm khác, đặc biệt là tội phạm liên quan đến trộm cắp, cướp, cướp giật, tội phạm cố ý gây thương tích, đặc biệt là các đối tượng ngáo đá, vừa sử dụng ma túy tổng hợp, sau đó mất nhận thức dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.
Báo cáo các anh là hiện nay tôi sẽ phát hiện có 4-5 trường hợp đi xe không biển mà ở cánh đồng, khả nghi là cái thành phần mà sử dụng ma túy. Và mời các anh này luôn nhé. Nhờ sự tích cực tuyên truyền, vận động của cán bộ công an xã, nhiều người dân như ông Nguyễn Văn Nên đều hiểu được vai trò của mình trong đảm bảo an ninh trật tự. Mặc dù tôi là một người dân mà hàng ngày đi máy lồng, rồi làm công việc đồng áng ruộng, thế nhưng mà trong cái tư tưởng và lúc nào cũng ở lêu cao tinh thần cảnh giác. Có thể đang máy lồng mà tôi thấy phát hiện những trường hợp mà khả nghi thì tôi cũng điện luôn cho các đồng chí công an xã để kịp thời trấn áp các tội phạm. Là một xã giáp danh với hai tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh nên tình hình an ninh trật tự rất phức tạp. Vì vậy, ngoài việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ như triển khai nhiều chiến dịch trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra khu vực giáp danh, kiểm soát chặt chẽ những người lạ vào địa phương, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cũng được triển khai hiệu quả. Nhờ vậy, từ nhiều năm nay, xã Lương Tài không có đối tượng nghiện ma túy, số vụ việc về an ninh trật tự ngày càng giảm. Đây cũng là địa phương tiêu biểu của huyện Văn Lâm làm tốt công tác phòng chống ma túy. Các ngành dịch vụ như thế này mà được như thế thì còn gì vàng em, thì tiếp những khách người ta đi hát hò, tổ chức sinh nhật lên hát vui cho nhau nghe này là nhàn rồi. Chúng tôi tranh thủ sự ủng hộ của những người có uy tín và sự giúp đỡ của các hội, các đoàn thể lên được cái nguồn thông tin và có cái sự chung tay trong cái công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy, chúng ta sẽ ngăn chặn có hiệu quả, từng bước đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này.